xin trân trọng cảm ơn. Xin mời tổng thống quý vị an tọa. Trọng tài chính điều khiển trận đấu ngày hôm nay đó là ông Hoàng Ngọc Hà, trợ lý 1 là ông Nguyễn Văn Hậu và trợ lý 2 là ông Lê Ngọc Ân. Trọng tài thứ 4 là ông Trần Đình Thịnh. Ở trong trận đấu lượt đi giữa hai câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, trận đấu cũng diễn ra trên sân vận động Pleiku thì các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai đã giành chiến thắng với tỷ số 1-0 với pha lập công của Che Vô Quát. Đây là đội hình ra sân của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Đội hình ra sân của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai gồm có thủ thành số 1 Trần Bình Ngọc, số 4 Damir Memovic, số 6 Lương Xuân Trường, số 7 Nguyễn Phong Hồng Duy, số 9 Nguyễn Văn Toàn, số 10 Chevo Watts, số 11 Nguyễn Tuấn Anh, số 12 Ohamiji Kelly, số 15 Trương Trọng Sáng, số 22 Phan Thanh Hậu và số 24 Châu Ngọc Quang. Huấn luyện viên trưởng của đội bóng là ông Nguyễn Văn Đàn. Còn đây là thành phần ra quân của câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh xuất phát gồm có số 2 Hoàng Ngọc Hào, số 7 Lê Mạnh Dũng, số 9 Bruno Henrique, số 10 Phạm Tuấn Hải, số 11 Nguyễn Văn Hiệp, số 14 Almeida là người đeo băng đội trưởng, số 20 Phạm Hoàng Lâm, số 21 Nguyễn Văn Huy, số 25 Dương Quang Tuấn, số 28 Nguyễn Văn Vĩ và số 80 Mansaray. Huấn luyện viên trưởng của đội bóng là ông Phạm Minh Đức. Trong hiệp 1 của trận đấu này thì câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai sẽ bảo vệ phía cầu môn bên tay phải và họ là đội bóng giành được quyền giao bóng trước. Còn ở nhóm cuối bảng thì chúng ta đã xác định được những cái tên sẽ phải thi đấu ở giải nhất ở mùa giải năm sau. Câu lạc bộ Quảng Nam đã phải xuống hạng. Che Vô Quát đã không theo kịp tình huống vừa rồi. Cho tới lúc này thì Che Vô Quát đã có được 10 bàn thắng cho Hoàng Anh Gia Lai, nhưng anh vẫn chưa được đánh giá cao trong những kỹ năng xử lý của mình. Văn Toàn. Nguyễn Phong Hồng Duy. Hồng Duy sút bóng. Có khoảng trống và Nguyễn Phong Hồng Duy quyết định dứt điểm. Tuy nhiên bóng dường như đã hơi cận chân của Nguyễn Phong Hồng Duy và cầu thủ màu số 7 của Anh Gia Lai đã có một pha dứt điểm không tốt. Nhịp phối hợp 1-2 khá tốt của các cầu thủ áo trắng. Thanh Hậu và Hồng Duy, hai cầu thủ đang đá ở phía hành lang bên trái. Đường chuyền tốt của Thanh Hậu, cú kết mát không được, pha xử lý vọng về của Che Vô Quát. Đường chuyền vào rất tốt nhưng Che Vô Quát đã có một tình huống xử lý không tốt. Như chúng tôi nói, mặc dù đã có được 10 bàn thắng ở mùa giải năm nay nhưng kỹ năng xử lý bóng của Che Vô Quát không được đánh giá cao. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống này. Hoàn toàn có thể tung ra một cú dứt điểm. Tuấn Anh. Vẫn còn. Văn Toàn sút bóng. Một pha xử lý quen thuộc của Văn Toàn, nhưng đáng tiếc là cú dứt điểm lại không được như ý của anh. Văn Toàn đã định đập nhả và Che Vô Quát làm tường và Văn Toàn mang lên dứt điểm.
Văn Toàn vẫn rất lợi hại trong. Từ đầu trận đấu đến giờ thì câu lạc bộ Hoàng Gia Lai vẫn đang chiếm được ưu thế trong việc giành quyền kiểm soát bóng. Đó là điều thường thấy khi mà Hoàng Gia Lai đối mặt với những đội bóng khác. Đây là một pha đập tường theo bài của các cầu thủ Hoàng Gia Lai. Một pha đập tường không thực sự tốt. Nguyễn Phong Hồng Duy chuyển vượt qua sút bóng, cú dứt điểm ở góc hẹp, đã không chiến thắng nổi thủ thành Quang Tuấn. Một pha bật nhà rất tốt của các cầu thủ Hoàng Gia Lai. Đã có bàn thắng cho các cầu thủ Hoàng Gia Lai và đó là pha lập công của Memovic. Niềm vui cho các cổ động viên câu lạc bộ Hoàng Gia Lai. Sau 6 trận toàn thua vừa qua thì bàn thắng này sẽ đem lại hy vọng giành chiến thắng ở giai đoạn 2 cho các thủ Hoàng Gia Lai và cũng khép lại mùa giải 2020-2021 cho câu lạc bộ Hoàng Gia Lai. Không có ai theo kèm Memovic ở trong tình huống này. Khi các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh phát hiện ra thì đã quá muộn. Một pha đánh đầu cực kỳ dễ dàng của Memovic. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh dựa rất nhiều vào sức mạnh của những ngoại binh và lối chơi chắc chắn, kỷ luật. Đó là điều giúp cho huấn luyện viên Phạm Minh Đức thành công ở trong mùa giải đầu tiên tại Felix. Cú tạt bóng vẫn còn 2-0 cho câu lạc bộ Hoàng Gia Lai và đó là pha lập công của Châu Ngọc Quang. Một sự khởi đầu đầy hứa hẹn cho câu lạc bộ Hoàng Gia Lai để khép lại trận đấu cuối cùng ở mùa giải năm nay. Trong giai đoạn 2, chúng ta rất ít khi thấy các cầu thủ Hoàng Gia Lai có được sự khởi đầu tưng bừng như thế này. Hậu vệ của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã không áp sát Châu Ngọc Quang ngay và tạo cơ hội cũng như là khoảng trống vừa đủ cho Châu Ngọc Quang tung ra cú dứt điểm dễ dàng. Trước đó phải nói là đường chuyền của Phan Thanh Hậu. Hoàng Gia Lai bước vào trận đấu với quyết tâm cao để có được trận thắng đầu tiên ở trong giai đoạn 2 và cũng là trận đấu khép lại mùa giải khi họ được đá trên sân nhà. Còn với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, có lẽ họ không vào trận với một quyết tâm cao nhất. Với đội bóng của thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Đức thì việc thi đấu ở nhóm nửa trên bảng xếp hạng đã là một sự thành công. Pha tạt bóng của Mansaray, cầu thủ người Mỹ. Ở mùa giải năm nay thì Mansaray đã có 2 lần lập công cho câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.
Anh Gia Lai vẫn kiểm soát bóng tốt, nhưng khả năng để tạo ra được những điểm nổ, tạo ra được sự đột phá là điều mà đội bóng này vẫn chưa có được bài toán giải. Văn Toàn sút luôn 3-0. Một trận đấu hứa hẹn tưng bừng trên sân nhà của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Và dứt điểm của Văn Toàn, và đây là bàn thắng thứ 5 của anh ở mùa giải năm nay. Chúng ta hãy cùng xem lại. Văn Toàn đã qua người rất nhanh và tung ra cú dứt điểm. Ngay cả trước mặt anh là Almeida, Văn Toàn vẫn có một pha thoát người thanh thoát để tung ra pha sút bóng. Cú dứt điểm quyết đoán đã đánh bại thủ thành Quang Tuấn. 3-0 cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Họ dẫn trước đối phương 3-0. Masaray, Trương Ngọc Quang, Trương Vũ Hát, rất nhiều khoảng trống. Văn Toàn, vẫn là Văn Toàn, một mình Almeida. Sẽ chỉ có quả đá phạt góc cho các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai. Văn Toàn đã quyết định sử dụng tốc độ để vượt qua Almeida. Nhưng trong tình huống vừa rồi, nếu như Văn Toàn tỉnh táo một chút, hạ bóng lại và truyền bóng ngược lại cho Trương Vũ Hát thì tỷ số có thể đã là 4-0. Có lẽ ở pha bóng này Văn Toàn rất tự tin vào tốc độ của mình. Mansaray, sút bóng, pha sút bóng không chính xác của Tuấn Hải. Quyết định dứt điểm là hợp lý. Văn Toàn được chuyền cho Trương Vũ Hát, sút bóng. Trương Vũ Hát đá dứt điểm hơi vội vàng. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống này. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chủ yếu tập trung vào những pha tấn công ở hai bên cánh. Và khi mà các cầu thủ Hoàng Gia Lai đã bắt bài được những pha tấn công của đối phương thì việc hóa giải cũng không mấy khó khăn. Sự quyết tâm của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở trong trận đấu này cũng là điều ngăn cản khiến cho đội bóng của huấn luyện Phạm Minh Đức bị thủng lưới tới 3 bàn. Với sự xuất hiện của Kelly thì Trọng Sáng đã được đẩy sang đá ở phía hành lang bên phải. Pha cao chân của Trọng Sáng. Huấn luyện viên Phạm Minh Đức đã phải lao vào sân đẩy các học trò của mình ra. Chúng ta hãy cùng xem lại pha bóng xử lý không tốt của Trọng Sáng. Một tình huống cao chân với Mansaray. Và Mansaray đã không kiềm chế nổi sau pha vào bóng vừa rồi. Trước đó thì hai cầu thủ này cũng đã có những pha vào va chạm.
chiếc thẻ vàng cho huấn luyện viên Phạm Minh Đức sau tình huống lao người vào sân để cản các học trò. Như vậy là trọng tài đã rút ra một chiếc thẻ đỏ dành cho Trọng Sáng. Chúng ta hãy cùng xem lại pha bóng này, pha bóng cao chân của Trọng Sáng. Họ đang có được lợi thế về mặt con người. Rất nguy hiểm. Thủ thành Bình Ngọc đã bắt bóng không dính, nhưng ngay sau đó đã lập tức tìm cách khắc phục lỗi của mình. Huấn luyện viên Phạm Minh Đức đã có những chức vô địch với câu lạc bộ Hoàng Gia Lai. Cùng với đó là câu lạc bộ Hà Nội TVT, câu lạc bộ Đà Nẵng. Trọng tài đã rút ra một chiếc thẻ vàng nữa. Liên tục là những chiếc thẻ đã được trọng tài Hoàng Ngọc Hà rút ra trong một thời gian ngắn. Và lần này chiếc thẻ vàng dành cho Văn Vĩ. Vào thời điểm này thì Hà Nội đang có được 36 điểm. Trong khi đó thì Viettel đang có được 38 điểm và nắm trong tay quyền tự quyết trước khi trận đấu cuối cùng diễn ra. Ở vòng đấu cuối thì câu lạc bộ Viettel làm khách trên sân của câu lạc bộ Sài Gòn. Còn câu lạc bộ Hà Nội thì làm khách trên sân của câu lạc bộ Than Quảng Ninh. Kịch bản của đua vô địch thì không còn phức tạp như ở vài vòng đấu trước, khi mà chỉ còn lại hai đội bóng vào lúc này cạnh tranh với nhau, đó là câu lạc bộ Viettel và câu lạc bộ Hà Nội. Câu lạc bộ Viettel sẽ đăng quang nếu như giành chiến thắng trước câu lạc bộ Sài Gòn ở vòng đấu thứ 7 mà không cần quan tâm tới kết quả trận giữa Than Quảng Ninh và câu lạc bộ Hà Nội. Trong trường hợp mà câu lạc bộ Viettel chia điểm với câu lạc bộ chủ nhà câu lạc bộ Sài Gòn và Hà Nội không thắng được câu lạc bộ Than Quảng Ninh thì huấn luyện viên Trương Việt Hoàn và các học trò cũng sẽ lên ngôi. Nhưng nếu câu lạc bộ Viettel bị Sài Gòn cầm hòa, bị câu lạc bộ Sài Gòn cầm hòa, khi đó họ chỉ có 39 điểm và hiệu số là dư 12, thì câu lạc bộ Hà Nội sẽ, trong trường hợp mà nếu thắng câu lạc bộ Than Quảng Ninh thì họ sẽ bảo vệ thành công ngôi vị vô địch, bởi hiệu số của câu lạc bộ Hà Nội là tốt hơn. Không được. Trọng tài đã cắt còi ở tình huống trước đó. Pha lên bóng bất ngờ của Almeida. Những cú treo bóng thì hơi sâu. Câu lạc bộ Hồng Lĩnh là tập có sự thay đổi cầu thủ. Cầu thủ mang áo số 28, Nguyễn Văn Vĩ rời sân. Và sân là cầu thủ mang áo số 88, Nguyễn Trung Học.
Hồng Duy. Cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang liên tục gây sức ép để có được bàn thắng rút ngắn tỷ số. Quả đá phạt góc cho các cầu thủ áo vàng. Đánh nhau, không được. Quả đá phạt góc tiếp theo. Chưa vô áp. Vẫn chưa có được bàn thắng cho các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Châu Ngọc Quang đã bị phạm lỗi. Vào ngày mai, hai trận đấu giữa câu lạc bộ Sài Gòn, câu lạc bộ Viettel, câu lạc bộ Than Quảng Ninh và câu lạc bộ Hà Nội đều được Đài Truyền hình Việt Nam tường thuật trực tiếp. Trận đấu giữa câu lạc bộ Sài Gòn và câu lạc bộ Viettel sẽ được Đài Truyền hình Việt Nam tường thuật trực tiếp trên kênh VTV5, và trận đấu giữa câu lạc bộ Than Quảng Ninh và câu lạc bộ Hà Nội sẽ được gửi tới quý vị và các bạn trên kênh VTV6. Mời quý vị và các bạn chú đón xem. Màn sao đây? Vẫn là những tình huống sút xa kém hiệu quả của các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đó là pha dứt điểm của Trung Học. Thời gian còn lại của trận đấu còn khoảng 20 phút nữa. Và Hoàng Anh Gia Lai đang tiến gần hơn tới trận thắng đầu tiên ở giai đoạn 2 và khép lại mùa giải 2020-2021 một cách khá trọn vẹn. Như vậy Felix ở mùa giải năm nay sẽ khép lại khi mà nửa tháng 11 chưa trôi qua.
Và đây là nỗ lực của ban tổ chức để khép lại V-League một cách sớm hơn, nhằm giúp cho đội tuyển quốc gia có thêm thời gian tập trung. Đây là một mùa giải đặc biệt, một mùa giải mà đã phải hoãn lại tới 2 lần vì dịch Covid-19. Khi mà giải đấu khép lại ở trong khoảng thời gian của tháng 11 thì các đội sẽ có thêm thời gian nghỉ ngơi. Theo lịch trình của ban tổ chức thì mùa giải năm sau sẽ bắt đầu vào cuối tháng 1. Và lúc đó thì các đội sẽ có thêm khoảng thời gian. Cơ hội cho các cầu thủ Hoàng Gia Lai. Văn Toàn, Trevor Watt. Không được. Bóng đã không tới được chỗ của Trevor Watt. Lần này thì trung vệ của câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã kịp thời lùi về để cắt bóng. Không được. Vẫn còn. Lưới của thủ thành Bình Ngọc đã rung lên nhưng trọng tài đã cắt còi. Ngay sau khi V-League khép lại thì dự kiến huấn luyện viên Barca cũng sẽ có những đợt tập trung cho đội tuyển quốc gia và đội tuyển U22. Vì dịch Covid-19 mà năm nay thì chúng ta cũng đã phải hủy 2 trận đấu giao hữu. Một là trận đấu gặp Iraq và hai là trận đấu gặp Kyrgyzstan. Như vậy là Văn Toàn và Thanh Hậu đều đã rời sân. Trung học Văn Toản. Ừ.
Pha cắt bóng của Kelly. Trong pha bóng vừa rồi thì Bảo Toàn đã có một tình huống xử lý không tốt. Anh không di chuyển khi mà Kelly là người cắt bóng và thực hiện đường chuyền lên phía trên. Và để Kelly nhắc thì cầu thủ này mới phát hiện ra khoảng trống và di chuyển lên trên. Hồng Duy. Cơ hội cho cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, không được. Pha cắt bóng kịp thời của A Hoàng. Suýt chút nữa thì các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã có được bàn thắng. Đức Trung. Giành quyền chủ động trong phần lớn thời gian của hiệp 2 và có được lợi thế hơn người. Nhưng các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cho tới lúc này vẫn chưa có được bàn thắng. Chiếc thẻ vàng cho Almeida sau lỗi kéo áo với Chevrolet. Trận đấu đã bước sang phút 84 và tỷ số vẫn đang là 3-0. Nhưng về phía Hoàng Anh Gia Lai, Almeida đã phải nhận thẻ vàng. Chevrolet. Pha băng lên rất nhanh của các cầu thủ Hoàng Gia Lai. Không được.
phút 85 của trận đấu. Vẫn là những pha chèo bóng có độ hiệu quả không cao của các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Lối chơi của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thường là một lối chơi lì đòn, rình rập và phòng ngự phản công, cũng như là dựa vào sức mạnh khả năng của các cầu thủ ngoại. Trong bối cảnh bị dẫn bàn thì thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Đức với những cầu thủ chất lượng không cao thường gặp nhiều khó khăn trước đối thủ. Tuấn Anh. Không được. Những sự thay đổi người của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, họ đang tiến gần hơn tới một chiến thắng và người vào sân là tiền đạo Anh Đức. Chúng tôi xin được nhắc lại là vào ngày mai thì Đài Truyền Việt Nam sẽ gửi tới quý vị và các bạn hai trận đấu rất quan trọng. Hai trận đấu mang tính chất quyết định cho chức vô địch ở mùa giải năm nay. Đó là trận đấu giữa Sài Gòn và câu lạc bộ Viettel trên kênh VTV5 và trận đấu giữa Than Quảng Ninh và câu lạc bộ Hà Nội trên kênh VTV6. Không được. Đó là pha dứt điểm của Trung Học. Phút thi đấu chính thức cuối cùng, Vào Anh Gia Lai vẫn đang dẫn trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 3-0. Sang hiệp 2, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai chủ yếu chơi phản công.
với những cơ hội thuộc về Chebowat và Văn Toàn, nhưng họ lại tận dụng không thành công những tình huống đó. Almeida. Không được. Bóng lại trúng vào người của anh Đức. Nếu không trúng vào người của anh Đức thì đó hoàn toàn là một tình huống phản công của các cầu thủ Hoàng Gia Lai, khi mà anh Đức vẫn chưa thoát ra khỏi vạch nửa sân và không có lỗi việt vị của anh Đức ở trong tình huống đó. Ba phút là khoảng thời gian đã bù giờ. Hồng Duy. Hồng Duy không vội vàng tổ chức những đợt phản công, bởi vì có một mình anh và anh Đức ở phía trên, mà anh Đức không phải là cầu thủ có khả năng di chuyển nhanh giống như là Văn Toàn để tạo ra những tình huống đột phá. A Hoàng. A Hoàng. Sút bóng. A Hoàng quyết định dứt điểm bằng chân trái. Trong tình huống vừa rồi mà A Hoàng xử lý sớm hơn và chuyền bóng cho anh Đức. Thì có lẽ cơ hội của câu lạc bộ Hoàng Gia Lai sẽ sáng hơn. Phút đá bù giờ thứ 3. Như vậy là trận đấu giữa câu lạc bộ Hoàng Gia Lai và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã khép lại với tỷ số 3-0 nghiêng về phía câu lạc bộ Hoàng Gia Lai. Một trận đấu khép lại một cách tốt đẹp cho câu lạc bộ Hoàng Gia Lai ở mùa giải năm nay. Họ đã có trận thắng đầu tiên ở giai đoạn 2. Đây là một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng với câu lạc bộ Hoàng Gia Lai với những gì họ đã thể hiện ở trong hiệp 1. Sự quyết tâm là điều khác biệt giữa hai đội bóng ở trận đấu này. Quý vị và các bạn thân mến, buổi trận đấu giữa hai câu lạc bộ Hoàng Gia Lai và câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh của chúng tôi cũng xin được phép khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Trước tiên xin chúc mừng Xuân Trường và các đồng đội đã có được trận thắng đầu tiên ở giai đoạn 2. Xuân Trường nghĩ sao về trận thắng này? Em nghĩ trận đấu ngày hôm nay sau một chuỗi trận của em liên tiếp thất bại, thì trận đấu ngày hôm nay chúng em đã có một trận thắng trên sân nhà, và chiến thắng này chúng em đã rất nỗ lực để chuẩn bị cho trận đấu ngày hôm nay, và cuối cùng thì chúng em đã có một kết quả tốt để dành tặng một món quà nhỏ cho người hâm mộ, và với mong muốn cảm ơn tri ân tất cả những khán giả đã luôn đồng hành cùng em mặc dù chúng em thua những trận đấu liên tiếp, và như là một lời hứa hẹn cho mùa giải mới là bọn em sẽ trở lại cách mạnh mẽ hơn nữa. Xuân Trường nghĩ sao là về cái thể thức thi đấu ở mùa giải năm nay, tức là chia ra làm giai đoạn 1 và giai đoạn 2, cá nhân của Xuân Trường
là một cầu thủ thì Xuân Trường nghĩ sao, cảm thấy cái mật độ thi đấu của giai đoạn 2 nó quá dày không? Tất nhiên mùa giải năm nay thì cái mật độ thi đấu của giai đoạn 2 khá là dày đó. Nên em nghĩ là cầu thủ cũng chưa thích nghi được với cái khoảng thời gian ngắn nghỉ ngơi sau mỗi trận đấu như thế. Tuy nhiên thì tất cả các đội đều phải chịu một hoàn cảnh như nhau thôi, bởi vì năm nay chúng ta có phải chịu đựng được những cái dịch bệnh như thế. Thì em nghĩ là chúng ta không có cách nào khác cả. Về cá nhân của Xuân Trường, tức là về phía là một cầu thủ thì Xuân Trường muốn thi đấu theo kiểu một thể thức cũ như trước đây, hoặc là hay là một thể thức thi đấu theo kiểu là ở thời điểm mà dịch Covid-19, tức là phân ra làm hai giai đoạn. Cá nhân em thì thể thức nào em cũng thi đấu được. Tức là thích nghi được đúng không? Vâng. Cảm ơn Xuân Trường. Cảm ơn.